Xin chào anh em, mình là Hoàng đây. Và theo như anh em biết, trên thị trường card bây giờ sẽ có hai hãng card lớn, đó chính là Nvidia và AMD. Nhưng trong video trước mình có nói rằng nếu bây giờ Nvidia có biến mất thì mọi người sẽ chờ đợi Intel để vùng dậy chứ không chọn AMD. Vậy thì tại sao lại vậy nhỉ? Tại sao người dùng Việt Nam nói riêng và người dùng toàn thế giới nói chung không thích AMD đến như thế? Tại sao mà AMD là người sở hữu cả card, cả CPU mà họ không thống trị, họ không là người kiểu ở trong mọi bộ máy mà lại là người không bán được card? Vậy thì để trả lời câu hỏi đó thì hãy cùng mình bắt đầu video này nhé. Hãy nói về số liệu một chút đi. Thì hiện tại trên Steam Hardware Survey tháng 3 sẽ có tận 82% người dùng Steam là sử dụng các Nvidia, còn chỉ có 11% người dùng là sử dụng các AMD mà thôi. Trong khi đó cái list này bao gồm cả các rời, các onboard và tất cả các loại card. Thế vậy mà chỉ có 11% cho AMD thôi, tức là con số quá thấp. Thế thì tại sao lại như vậy nhỉ? Đầu tiên có thể nói đó chính là cái độ phủ, cái danh hiệu của Nvidia. Cái Nvidia nó đã quá lớn rồi, cái danh hiệu nó đã quá lớn rồi. Khi nghĩ tới cặp màn hình, chúng ta sẽ nghĩ ngay tới Nvidia và chúng ta sẽ cảm ơn AMD vì may quá có AMD mà Nvidia mới không ngáo giá. Thế nào thì cái câu chuyện này đã từ rất xưa xưa rồi. Chơi game thì mua Nvidia, làm việc Nvidia có CUDA, hay là kể cả xuất hình thì cũng là mua Nvidia. Tất cả mọi thứ, tất cả những cái suy nghĩ, tất cả tầm nhìn của chúng ta bị nhuốm bởi màu xanh của Nvidia, luôn bị nhuốm bởi cái ý nghĩ rằng Nvidia là số 1, Nvidia là nhất, thì làm sao mà chúng ta có thể nếm được một chút của vị đỏ, đúng không? Cũng đơn giản thôi, bởi vì là cái độ phủ của AMD nó quá thấp. Anh em phải hiểu rằng là gần như bây giờ đi ra các gọi là cửa hàng thì chả bao giờ thấy các AMD cả. Ví dụ như Hà Còn chúng mình đây, một cửa hàng rất to, chi nhánh rất nhiều. Vậy mà đã được 4 tháng kể từ ngày RX 7900 XTX xuất hiện mà Hà Còn chúng mình cũng chả có cửa hàng nào trong cửa hàng cả. Thế bây giờ bước vào cửa hàng phát nhìn thấy Nvidia, ngồi vào ghế phát nhìn thấy Nvidia, gặp tư vấn phát thì cũng chỉ có các Nvidia để bán, thì làm sao mà có người dùng AMD được. Đó, cái việc mà không có nhiều người mua, không có nhiều người nhập thì cũng có một lý do cả thôi. Đó chính là cái quá khứ liên quan tới driver của AMD. Trong quá khứ thì driver của AMD nói thật là khá tồi, hiệu năng không tốt, nhìn chung khá là tệ và không hiện đại một chút nào cả. Điều đó dẫn tới cái sự thiếu hấp dẫn của chiếc card AMD. Nhưng mà trong thời điểm hiện tại là năm 2023 cuối tháng 4 rồi, thì mình cảm thấy rằng driver AMD không lỗi nhiều như anh em nghĩ đâu. Bản thân mình cũng là người từng dùng AMD HD 7970 và mình chưa từng bao giờ gặp vấn đề liên quan tới crash hay gì cả. Còn thằng bạn mình này, nó mua RX 570 đã đào coi mod BIOS, nó cài đúng một phiên bản driver thôi mà chưa từng bao giờ kêu ca với mình một lời nào hết. Thế nên là cái kết luận rằng là bây giờ muốn dùng các AMD thì chỉ cần cài đúng một phiên bản driver là không bao giờ phải lo lắng hết. Đúng một cái phiên bản ổn định nhất là chả cần bao giờ phải lo. Nhưng mà mình nghĩ rằng nhiều người cho là AMD có nhiều lỗi đơn giản là bởi vì cái cách mà AMD và Nvidia đối xử với người dùng. Nếu như anh em truy cập vào cái group của Nvidia ấy, anh em sẽ nhận thấy rằng là không bao giờ có một bài đăng về là máy em hỏng như này, máy em hỏng như kia, các em hỏng thế này, các em hỏng thế kia, anh em ơi sửa thế nào, giúp em chữa với. Nhưng mà không có đúng không? Chỉ có trên group AMD mới có cái vấn đề đấy. Nhiều khi những anh em dùng các Nvidia phải qua group AMD để hỏi và để tìm được câu trả lời. Thế nên bởi vì tại sao? Bởi vì với Nvidia ấy, Nvidia nghĩ rằng là nếu người dùng không nhìn thấy, tức là không có. Nếu người dùng không bao giờ thấy ai phàn nàn về vấn đề driver, tức là không có vấn đề về driver. Nếu mà người dùng không bao giờ phàn nàn về vấn đề card, tức là không bao giờ có vấn đề về card. Còn AMD thì khác, AMD đối xử cái group của họ là một sân chơi, là một cái cộng đồng, là một nơi để trao đổi về kiến thức, về gọi là cách sửa chữa, vân vân và vân vân. Nhưng mà đó thì tuyệt vời với cả người dùng, nhưng lại là con dao hai lưỡi đối với cả AMD. Khi mà người dùng nhìn quá nhiều cái bài lỗi ấy, thì người dùng sẽ rằng cho rằng là AMD có nhiều lỗi, thế nên là họ sẽ cứ nghĩ rằng là AMD nhiều lỗi cho dù họ chưa từng dùng cả AMD. Đấy. Nhưng mà bây giờ kể cả là AMD có hết lỗi đi, ổn định đi, hiệu năng bằng đi, giá tốt đi, thì liệu rằng anh em có chọn AMD không? Mình nghĩ là không. Bởi vì anh em phải hiểu rằng AMD, cái thứ giết chết AMD đó chính là công nghệ. Thứ nhất, công nghệ của AMD luôn chậm hơn. DLSS ra trước, Frame Generation ra trước, nào thì cả Ray Tracing cũng ra trước, AMD chỉ biết đi theo sau. Nhưng điều thứ hai là cái thứ thực sự bóp nát cái số lượng sale của AMD ấy, đó chính là sự không độc quyền về công nghệ. Tại sao mình lại nói về điều này? Thì anh em phải hiểu rằng đa số các công nghệ của AMD đều là công nghệ mã nguồn mở, tức là ai cũng có thể áp dụng được. Họ có thể áp dụng được vào game của họ, họ có thể áp dụng vào phần mềm của họ, họ có thể áp dụng vào cái màn hình của họ, và họ có thể áp dụng vào phần cứng của họ. Vậy thì bây giờ tính ra là các Nvidia vẫn dùng được. Thế thì bây giờ các Nvidia có những thế mạnh hơn về cái này, cái kia mà lại còn dùng được công nghệ của AMD nữa, thì việc gì phải mua AMD, đúng không? Cái lý do tại sao mà Switch bán được chạy,
Sony bán được chạy, PS bán được chạy không phải bởi vì là cái tay cầm của họ, không phải bởi vì là số lượng teraflop của họ, mà là cái sự độc quyền của game của họ. Cái độc quyền là cái thứ khiến cho người dùng điên đảo, và AMD đang không có cái sự độc quyền đó. Và cuối cùng đó chính là marketing lỗ. Anh em bảo mình rằng là Nvidia cũng marketing lỗ mà. Không, Nvidia được quyền làm như thế. Họ như cái Apple ấy, họ đang là đứng đầu của thị trường nên họ có thể có quyền nói bất kỳ cái gì cũng được mà người dùng vẫn mua. AMD thì khác, AMD là một người đứng kèo dưới, là một underdog mà thôi. Thế nên nếu mà họ marketing quá lỗ thì người dùng sẽ mất niềm tin AMD. Bây giờ anh em thử hiểu đi, anh em thử nhìn vào cái gọi là content marketing của AMD đi. Nếu mà anh em nhìn vào content chẳng hạn như là chiếc 7900 XTX nhá, nào thì RDNA 3 hiệu năng gấp 1,7 lên tới 1,7 so với cả 6950 XT, hiệu năng trung bình gấp 1,5 so với cả 6950 XT. Nhưng đến khi ra mắt thì thực sự nó chỉ mạnh hơn khoảng tầm 30% thôi. Vậy tức là marketing lỗ rồi. Bây giờ anh em thử tưởng tượng đi, anh em sẽ thích công ty nói ít làm nhiều hay công ty nói nhiều làm ít? Chắc chắn là nói ít làm nhiều, đúng không? Nhưng mà mình cảm thấy rằng AMD trong thời điểm hiện tại thì đang làm nhiều. Không, không làm nhiều đâu, làm ít hơn là nói. Nói thật ra thì AMD vẫn là một công ty tốt hơn là Nvidia. Mình cảm thấy rằng tất cả công ty thì cũng chỉ để phục vụ gọi là nhà đầu tư với cả các cổ đông họ thôi. Nhưng mà mình cảm thấy là AMD vẫn nghe người dùng hơn là Nvidia. Hiện tại thì mình thấy rằng là nếu mà có vấn đề gì liên quan tới các cái chính sách hay là những cái hiệu năng của họ thì họ đều rất là nghe người dùng. Hay là cái việc mà giá tiền của họ cũng rất là tốt, bằng với mức hiệu năng nhưng mà giá tiền tốt hơn. Chẳng hạn như là chiếc 7900 XTX đi, mức giá hiện tại đang chỉ có 25 triệu cho phiên bản TUF thôi, mà 4080 hiệu năng ngang bằng ấy thì lại có mức giá khoảng tầm từ trên 30 triệu tới hơn 40 triệu cơ. Đó, và AMD thì cũng hay tặng game cho mình nữa. Ví dụ như những tựa game khi mà mua card hoặc là mua combo CPU với card ấy, mà game cũng khá là xịn đấy, chứ không phải là game dở đâu, toàn game 50-60 đô thôi chứ không phải bây giờ. Bản thân mình ý, thì cũng là một người dùng AMD, chính xác hơn là CPU AMD. Mình dùng từ 2600 và bây giờ thì mình đang dùng 5600X rồi. Và mình vẫn cảm thấy khá là hài lòng với cả hiệu năng của CPU AMD. Khi mà một chiếc CPU khoảng tầm 2 năm tuổi vẫn có thể hiệu năng ngang bằng với cả, gần ngang bằng với cả một chiếc CPU 12400. Thế, vậy thì bây giờ làm sao để cải thiện AMD, làm sao để cải thiện đây? Thì với cái quan điểm cá nhân của mình ý, thì mình có một cái vài cái giải pháp như thế này. Đầu tiên nhá, đó chính là hãy giữ công nghệ của họ độc quyền đi. Đấy, hãy giữ công nghệ độc quyền đi. Cái lý do tại sao mà FSR3 chưa ra mắt, cái công nghệ giống như là cái frame generation DLSS3 của Nvidia, tại sao nó chưa ra mắt? Bởi vì đơn giản là AMD muốn cái công nghệ đó có thể chạy được trên bất kỳ chiếc card nào. Và điều đó thì cực kỳ là khó luôn. Thay vì như thế, hãy chỉ dành cho cái công nghệ đấy dành cho những card AMD từ bây giờ tới cũ đi. Đấy, chỉ có một khoảng nhỏ card để tối ưu thôi. Và điều đó sẽ giúp cho AMD sẽ dễ dàng cải thiện cái công nghệ đấy, dễ dàng đưa công nghệ đấy ra thị trường và có thể nhiều khi là tốt hơn cả Nvidia nữa. Thứ hai nữa, đó chính là cái vấn đề về giá. Mình nghĩ rằng đừng giảm giá, không cần phải giảm giá đâu, mà hãy gọi là tương ứng giá nhưng mà hiệu năng cao hơn. Chẳng hạn như bây giờ 4070 đúng không? Rất tốt, rất ổn, 16 triệu. Thế thì bây giờ hãy ra chiếc 7700 XT đi với mức giá 14 triệu và hiệu năng hơn hẳn 20%. Nghe kéo hấp dẫn không? Nghe kéo ngon không? Quá ngon luôn đấy chứ. Và thứ ba đó chính là xác định cái vị thế card của mình cho chuẩn. Bởi vì anh em phải hiểu bây giờ nhá, khi mà AMD ra mắt chiếc 7900 XTX với mức giá thấp hơn 4080 chỉ 200 đô mà nó là có tên 7900 XTX nhá, thì mọi người sẽ nghĩ rằng hiệu năng nó ngang bằng với cả, gần với cả 4090 đi. Nhưng mà thực tế thì không, thực tế không hề như thế, nó chỉ ngang với cả 4080 thôi. Vậy tức là như nào, nhìn là một người kiểu người dùng chuyên PC này thì mình thấy là ok, nó cũng ổn, hiệu năng ổn thôi, về giá trị thì cũng ổn thôi. Nhưng nếu mà là một người ngoài, người ta nhìn vào những chiếc card ấy, người ta sẽ nhận ra rằng là vậy tức là chiếc card xịn nhất của AMD chỉ bằng với cả một chiếc card xịn nhì của Nvidia. Ui rồi, thế này là không ngon rồi, đúng không? Anh em nhìn thấy chuẩn không? Thế nên là bây giờ nhá, mình nghĩ rằng cái chiến thức duy nhất của AMD cần phải làm tốt đó chính là hiệu năng, à không, mức giá ngang hoặc thấp hơn một chút nhưng hiệu năng phải cao hơn. Đấy là cái chiến dịch đã thành công với cả CPU AMD Ryzen. Vậy thì tại sao không áp dụng nó với cả các màn hình Radeon, đúng không? Đó, mình thực sự mong rằng AMD sẽ thành công. Mình thực sự kỳ vọng rằng AMD có thể chiến thắng được kể cả CPU và GPU, so sánh với cả được ngang hàng với cả Nvidia và Intel. Khi đó thì sẽ có nhiều người dùng AMD hơn và phá đảo cái vị thế của Nvidia bây giờ. Mình nghĩ rằng Nvidia vẫn cực kỳ là ngáo giá. Và để ủng hộ AMD đi, thì hiện tại mình đang dùng RTX 3070 đúng không? Chiếc card xịn, chiếc card cao cấp tiếp theo của mình sẽ là chiếc card AMD.
Đó, đấy là một cái bước đi để mình giúp ủng hộ cho AMD. Còn nếu anh em như thế nào, anh em cảm thấy cạc Nvidia như nào, cảm thấy cạc AMD như nào, nếu mà anh em hứng thú thì hãy mua cạc AMD đi. Nhưng mà cả hai chúng mình chả có đâu. Chúng mình chỉ có mỗi một chiếc RX 560 với cả 6500 XT thôi, còn đâu chả còn chiếc cạc nào khác. Đó, nếu mà anh em hứng thú thì có thể mua ngay và luôn những chiếc cạc khác nhé. Còn nhiều khi anh em có thể check lại cái video interact của mình và ủng hộ cả cái chéo được, tùy vào anh em. Rồi, mình là Hoàng, cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em tại video sau.